Nghĩa là giả sử còn một chúng sanh chưa thành Phật thì tôi dứt khoát chưa vào Niết Bàn. Nề hoàn tức là Niết Bàn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giải tiếp: Này Văn Thù Sư Lợi, Địa Tạng Vương Bồ Tát, bởi đã ở trước Đức Phật đó mà lập đại nguyện như thế, nên đến nay đã trăm ngàn vạn ức Na Do Tha Bất Khả Thuyết Kiếp mà vẫn còn làm vị Bồ Tát. Na Do Tha là một con số rất lớn của Ấn Độ, Bất Khả Thuyết cũng ám chỉ một con số lớn vô kể. Do đó, Na Do Tha Bất Khả Thuyết Kiếp có nghĩa là số kiếp nhiều đến nỗi không thể nói hết. Trưởng giả từ tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát đã đối trước Đức Phật: Sư tử phấn tấn cụ túc vạn hạnh Như Lai mà phát lời đại nguyện đó, và từ ấy đến nay đã trải qua quãng thời gian lâu dài tới cả trăm ngàn vạn ức Na Do Tha kiếp, như thế mà ngài Địa Tạng vẫn còn là vị Bồ Tát chứ chưa thành Phật. Kinh văn: Lại không thể nghĩ bàn A Tăng kỳ kiếp về trước, thuở đó trong đời có Đức Phật hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, thọ mạng của Đức Phật ấy là 400 ngàn muôn ức A Tăng kỳ kiếp. Được giảng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kể tiếp: Lại không thể nghĩ bàn A Tăng kỳ kiếp về trước. A Tăng kỳ kiếp là số kiếp nhiều đến nỗi không thể suy đoán, không thể luận bàn được. Và ở đây không chỉ nói tới ba đại A Tăng kỳ kiếp mà là bất khả tư nghị A Tăng kỳ kiếp. Quãng thời gian này càng lâu càng dài hơn nữa. Thuở đó trong đời có Đức Phật hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Giác Hoa là nhân, Tự Tại Vương là quả, Giác Hoa là gốc, Định Tự Tại Vương là ngọn. Như thế Đức Phật này nhờ ở nhân địa đã tu Giác Hoa nên chứng được quả Tự Tại Vương. Ngài dùng cái gì để tu Giác Hoa? Ngài dùng định để tu. Do đâu mà ngài thành tựu được quả Tự Tại Vương? Cũng là do định mà thành. Đó gọi là định nhân định quả. Nhân là định mà quả cũng là định. Bởi do tu định nhân mà kết thành định quả, cho nên Đức Phật này có danh hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Trong đó Giác Hoa Định Tự Tại Vương là danh hiệu của ngài, và Như Lai là danh hiệu chung của chư Phật. Danh hiệu của Phật cũng có chung có riêng như thế. Thọ mạng của Đức Phật ấy là 400 ngàn muôn ức A Tăng kỳ kiếp. Thọ là tuổi thọ, sự lâu dài. Mạng là sanh mạng, mạng sống. Theo kinh Pháp Hoa thì Đức Phật có ba thân, một pháp thân. Pháp thân chân như của Đức Phật vốn không tách rời các pháp, chân như của pháp thân cùng chư pháp không mảy may ngăn cách, đó gọi là thọ. Ở đây lấy lý như như làm mạng của pháp thân. Điều này thật không phải dễ giải thích. Lý như như là gì? Đó chính là đạo lý căn bản xưa nay, là sanh mạng của Phật và cũng chính là pháp thân. Hai, báo thân. Còn báo thân thì sao? Thì lấy thật tướng trí huệ làm mạng. Cảnh trí tương ưng, cảnh là trí, trí cũng là cảnh. Cảnh giới của Phật chính là trí huệ cũng là cảnh giới. Đức Phật dùng trí huệ chiếu soi tất cả các cảnh giới, đó gọi là cảnh trí tương ưng. Cảnh giới và trí huệ hỗ tương ứng và cũng là cảnh trí bất nhị. Cảnh giới và trí huệ chẳng phải hai. Đó cũng là hễ cảnh giới đến lúc nào thì chiếu soi lúc đó. Soi chiếu tới đâu thì liễu ngộ tới đó, cảnh giới nào xảy đến thì Đức Phật cũng đều nhận biết, đều hiểu rõ, chứ không bị cảnh giới làm chướng ngại mà không nhận rõ được nó. Tuy cảnh giới và trí huệ vốn là hai, nhưng rốt ráo cũng biến thành một. Báo thân lấy đạo lý này làm thọ, lấy trí huệ làm mạng. Đây là nói về thọ mạng của báo thân Phật. Ba, ứng thân. Ứng thân còn được gọi là ứng hóa thân. Hóa chính là ứng thân. Ứng thân lấy kỷ hạn 100 năm không gián đoạn làm thọ, sống đến 100 tuổi tức là thọ vậy. Ứng hóa thân, hóa thân hoặc ứng thân lấy nhân duyên trong một đời này làm mạng. Trên đây là nói về tam thân, ba thân căn cứ theo kinh Pháp Hoa. Tuy nhiên trong kinh Thập Lục Quán thì lại giảng cách khác. Khác như thế nào? Trong kinh này có chép rằng ứng thân thị đồng sanh diệt, nghĩa là sự thị hiện của ứng thân cũng có sanh có diệt. Phật có ra đời thì cũng có nhập niết bàn, đó gọi là đồng sanh diệt. Vậy thị đồng sanh diệt tức là sự thị hiện hữu thủy hữu chung, có khởi đầu và cũng có kết thúc, và đó chính là thọ mạng của ứng thân Phật. Thế còn báo thân thì sao? Báo thân này một khi đã chứng đắc được rồi thì vĩnh viễn thường còn. Hễ có được báo thân của Phật thì mãi mãi được sở hữu thân ấy, đây gọi là hữu thủy vô chung, có khởi đầu mà không có kết thúc, và đó chính là thọ mạng của báo thân Phật. Còn thọ mạng của pháp thân thì như thế nào? Thì phi thọ, phi bất thọ. Quý vị nói rằng pháp thân này thọ tồn tại lâu dài ư? Cũng chẳng được lâu dài lắm. Thế thì pháp thân này không thọ, không lâu dài sao? Cũng lâu dài lắm chứ. Chẳng thọ, song chẳng phải là không thọ. Đó là thọ mạng của pháp thân Phật.
Chính vì không thể nói được pháp thân của Phật sống thọ được bao nhiêu lâu, cho nên nói là phi thọ, chẳng thọ. Lại vì tuổi thọ của pháp thân ấy cũng không phải là ngắn ngủi, cho nên nói phi bất thọ, chẳng phải không thọ. Phi thọ, phi bất thọ, vô thủy, vô chung, không có sự khởi đầu cũng chẳng có sự kết thúc, đó là thọ mạng của pháp thân Phật. Như vậy trong kinh nói rằng thọ mạng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai là 400.000 muôn ức A Tăng Kỳ Kiếp, là chỉ cho thứ thọ mạng nào? Đó là thọ mạng của báo thân Phật và ứng thân Phật. Kinh văn: Trong thời Tượng Pháp có một người con gái dòng Bà La Môn, nhiều đời tích phước sâu dày, được mọi người kính nể, đi đứng nằm ngồi đều được chư thiên theo hộ vệ. Song bà mẹ lại tin theo tà đạo, thường khinh chê ngôi Tam Bảo. Thuở ấy, thánh nữ lập nhiều phương tiện để khuyến dụ mẹ, hầu làm cho bà sanh chánh kiến, nhưng bà chưa tin hẳn. Và chẳng bao lâu thì bà mệnh chung, thần hồn bị đọa vào địa ngục vô gián. Lúc đó, thánh nữ Bà La Môn biết rằng, bà mẹ khi còn sống không tin nhân quả, ắt phải theo nghiệp mà sanh vào đường ác, bèn bán nhà, đất, sắm nhiều hương hoa, cùng những đồ lễ cúng, rồi đem đến chùa, tháp, thờ, tiên Phật mà làm đại lễ cúng dường. Lược giảng, trong thời Tượng Pháp, Phật Pháp của mỗi Đức Phật đều gồm có ba thời kỳ là Chánh Pháp, Tượng Pháp và Mạt Pháp. Vào thời kỳ Chánh Pháp, các tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di đều thành tâm tu đạo và chứng đắc quả vị, cho nên gọi là thời Chánh Pháp. Còn thời kỳ Tượng Pháp thì thế nào? Trong thời Tượng Pháp thì người thật tâm tu hành rất ít, đa số chỉ là dụng công ngoài mặt mà thôi. Đây là thời kỳ tự miếu kiên cố, mọi người đều thích làm việc công đức như xây chùa cất tháp, dựng am lập miếu, kiến tạo những chùa tháp tôn nghiêm để thờ Phật. Còn người trong thời kỳ này chỉ muốn cầu phước chứ không cầu trí huệ, đó là thời kỳ Tượng Pháp, tự miếu kiên cố, mạnh về mặt xây dựng chùa chiền. Thời kỳ Chánh Pháp kéo dài 1.000 năm, thời kỳ Tượng Pháp cũng 1.000 năm, còn thời kỳ Mạt Pháp thì 1.000.000 năm. Chúng ta hiện nay đang ở vào thời kỳ Mạt Pháp, con người thời Mạt Pháp thì đấu tranh kiên cố, mạnh về mặt đấu tranh hiếu chiến. Vậy trong thời Tượng Pháp, sau khi Đức Phật Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai nhập Niết Bàn, có một người con gái dòng Bà La Môn. Bà La Môn là một phái ngoại đạo của Ấn Độ. Người theo phái ngoại đạo này tu hạnh thanh tịnh. Họ chủ trương ăn chay, không ăn thịt, cũng giảng về việc tu đạo, không có hành vi nam nữ bất tịnh, cho nên gọi là tịnh duệ. Tịnh tức là hạnh thanh tịnh trong sạch. Thanh tịnh là không có hành vi bất tịnh giữa nam nữ. Nếu phạm tức là không thanh tịnh. Dòng Bà La Môn này tuy cũng tu pháp môn viễn ly, song tu tới tu lùi vẫn không đến được chỗ cốt tủy, không đạt được đạo lý tôn giáo. Đây là một giáo phái có từ ngàn xưa của nước Ấn Độ, và cho đến hiện nay tại Ấn Độ vẫn còn rất nhiều loại giáo phái như thế. Điển hình là phái Du Già, một giáo phái thoát thai từ đạo Bà La Môn. Đối với người Trung Hoa thì đạo Bà La Môn chính là đạo giáo, đạo lão, một giáo phái cũng chủ trương tu hạnh thanh tịnh, nhiều đời tích phước sâu dày. Vào thời Tượng Pháp của Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, có một người con gái thuộc dòng Bà La Môn mà trong những đời trước đã từng làm rất nhiều việc tốt, tạo được rất nhiều công đức, cho nên đời này cô ta được hưởng rất nhiều phước báo và được mọi người kính nể. Mỗi khi gặp cô gái Bà La Môn này, mọi người đều tỏ ra khâm ngưỡng kính trọng. Vì sao mọi người đều ngưỡng mộ kính nể cô ta như vậy? Đó là phước báo do đời trước cô ta đã từng làm nhiều việc công đức. Cho nên tướng mạo con người xấu hay đẹp là tùy thuộc vào công đức mà họ đã tạo được trong đời quá khứ. Nếu trong đời trước quý vị có tạo được công đức thì đời này tướng mạo của quý vị sẽ viên mãn hoàn hảo. Còn nếu không tạo được công đức thì thế nào thì tướng mạo sẽ không được viên mãn. Không viên mãn tức là xấu xí vậy. Đức Phật có 32 tướng hảo, 80 vẻ đẹp. Đó là ngàn phước trang nghiêm. Thế nào gọi là ngàn phước? Cứ làm 1.000 việc thiện thì được một phước. Vậy quý vị phải hoàn tất 1.000 việc thiện thì mới có được một phước. Thế thì nếu làm 10.000 việc thiện tức là được 10 phước, làm 100.000 việc thiện tức là được 100 phước, và làm 1 triệu việc thiện thì được 1.000 phước. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni do dùng ngàn phước trang nghiêm nên mới có được 32 tướng tốt cùng 80 vẻ đẹp. Tướng mạo của chúng ta trong đời này là tùy thuộc vào nhân duyên của đời trước. Do đó có người sinh ra thì xinh xắn đẹp đẽ, song cũng có người lại xấu xí khó coi. Vậy cô gái dòng Bà La Môn này được mọi người kính nể, nói gì cũng được mọi người hoan hỉ lắng nghe, và khởi xướng việc gì cũng được mọi người hoan hỉ tán thành, hết lòng hỗ trợ. Chẳng những thế, đi đứng nằm ngồi đều được chư thiên theo hộ vệ. Hàng ngày cô ta luôn luôn được chư thiên âm thầm che chở phù hộ.
Như tôi đã nói ban nãy, chúng ta hiện nay đã kết giới, cho dù quý vị có nghiệp chướng, thí dụ có ma quỷ muốn gây trở ngại cho quý vị, thì chúng cũng phải định hoãn lại, không được đến quấy nhiễu quý vị trong lúc này. Bởi vì quý vị đến đây để nghe giảng kinh và bây giờ nơi này đã được kết giới, thì mọi nợ nần vay trả đều phải tạm thời đình chỉ, không ai được phép đến đây gây rắc rối hoặc sinh sự lôi thôi, mà phải để cho quý vị một lòng một dạ chuyên chú nghe giảng kinh. Mặc dù cô gái dòng Bà La Môn này có phước đức sâu dày, khi đi đứng, lúc nằm ngồi, đều có các vị hộ pháp thiện thần, thiên long bát bộ hoặc chư thiên theo phù hộ, song bà mẹ lại tin theo tà đạo chứ không tin chánh pháp và thường khinh chê ngôi Tam Bảo. Thế nào gọi là tin theo tà đạo? Tin theo tà đạo không nhất thiết là tin theo bảng môn tà đạo, mà còn có nghĩa là vừa tin vừa ngờ. Thí dụ có người hôm nay tin Phật, ngày mai lại sanh lòng hoài nghi, vân vân lưỡng lự, không biết mình đúng hay sai. Nói là tin Tam Bảo Phật Pháp Tăng, nhưng tôi chưa hề gặp một ông Phật nào cả. Tôi cũng chưa hề gặp được Pháp. Tôi nói là có kinh điển, song giáo lý chứa đựng trong các kinh sách đó cũng tầm thường, chẳng có gì đặc biệt. Còn Tăng thì bất quá, chỉ là những con người phàm phu tục tử như bao kẻ khác thôi. Vì sao tôi lại phải kính trọng họ? Sanh lòng hoài nghi như thế thì cũng gọi là tin theo tà đạo. Nói tóm lại, không có chánh niệm thì đó chính là tà niệm, và không có chánh tín thì đó là tà tín, là tin theo tà đạo vậy. Như có kẻ ngoại đạo rêu rao rằng, quý vị đưa cho tôi 1 triệu đồng thì tôi sẽ giúp quý vị mua một cái ngôi hoàng đế, bảo đảm đời sau quý vị sẽ được làm vua, chỉ cần đưa tôi 1 triệu đồng là mọi việc đều ổn thỏa cả. Nghe cũng bủi tai, quý vị liền siêu lòng. Ồ, chỉ cần bỏ ra 1 triệu đồng mà kiếp sau được lên làm vua, lên lắm chứ. Và lật đật đếm tiền đem nộp cho người ấy, đó tức là quý vị tin theo tà đạo. Bởi sự thật thì ngôi vị hoàng đế làm sao có thể mang ra bán buôn tùy tiện như thế được. Quý vị làm gì mà có thể mua được ngôi vua? Ở các quốc gia dân chủ hiện nay thì có thể có chuyện mua bán chức vị tổng thống, do đó cũng có thể có kẻ dám gạ gẫm. Đời này cô mang thân nữ nên không thể ra ứng cử tổng thống được. Vậy cô đưa tôi 1 triệu đồng, tôi bảo đảm kiếp sau cô sẽ được làm tổng thống. Thế nhưng đến kiếp sau, bất luận quý vị có được làm tổng thống hay không thì cũng chẳng tìm ra người ấy để đòi tiền lại. Hắn ta cũng chẳng có công ty bảo hiểm để bảo đảm cho quý thân chủ. Cho nên tin vào những chuyện viển vông như thế thì gọi là tin theo tà đạo, đi theo đường tà. Làm sao mà có thể dùng tiền để mua chức tổng thống được kia chứ? Không thể nào có chuyện đó. Nếu nói rằng dùng 1 triệu đồng để mua chức vị tổng thống ngay trong đời này thì may ra còn có thể tin là có thật. Vì sao? Vì nếu quý vị dùng số tiền đó để đi vận động mua phiếu, mua chuộc người ta để họ bầu cho mình thì may ra cũng có thể được lên làm tổng thống nước Mỹ. Tuy nhiên việc đó còn đòi hỏi nhiều điều kiện khác nữa. Chẳng hạn muốn ra tranh cử thì quý vị phải là công dân Mỹ, phải mang quốc tịch Mỹ mới được, chứ quốc tịch nước khác là không xong. Vì vậy, nếu quý vị tin tưởng vào những việc mua bán kiểu đó, tức là quý vị tin theo tà đạo. Tin theo tà đạo cũng có nghĩa là nói ra những điều không có đạo lý, không hợp tình, hợp lý. Chẳng hạn có người tuyên bố một cách phi lý rằng, quý bà, quý cô chỉ cần đưa tôi 100 đồng hoặc 1.000 đồng, 1.000 đồng, tôi bảo đảm kiếp sau ai nấy đều được sanh làm thân nam, không còn phải mang thân nữ nữa. Thế nhưng quý vị nghe xong liền nhầm tính. Ồ, được đấy chứ, 1 triệu đồng mà mua được thân nam thì đâu có đắt, quá rẻ nữa là khác, và ngoan ngoãn đem tiền ra nộp cho ông thầy ngoại đạo. Cất tiền vào hầu bao rồi là hắn tha hồ nhậu nhẹt chơi bời thỏa thích. Tiền bạc một khi bị hắn tiêu xài hết rồi, quý vị chẳng có cách nào đòi lại được. Cho nên tôi nói là bảo đảm kiếp sau làm thân nam, song cũng không có bảo chứng để quý vị có thể đòi bồi thường. Đó gọi là tin theo tà đạo. Trên đây là tôi chỉ mới kể ra một vài thủ đoạn lường gạt của bọn cáo già, những kẻ chuyên môn đi lường gạt thiên hạ mà thôi. Bà mẹ của cô gái dòng Bà La Môn này thường khinh chê ngôi Tam Bảo, chỉ vì bà ta toàn là tin vào tà thuyết cho nên không tin theo chánh pháp. Thế nào gọi là tà thuyết? Chẳng hạn nói rằng, quý vị cần gì phải tin Phật, quý vị chính là Phật kia mà, chỉ cần mỗi người đưa cho tôi 65 đồng là được, 65 đồng mua được một quả vị Phật. Những kiểu nói như thế đều là tà thuyết, đều là luận điệu của tà pháp, tà đạo. Quả vị Phật thì làm sao mà mua bằng tiền được chứ? Ai ai cũng có thể làm Phật, song đó không phải là dùng tiền bạc để mua mà được. Quý vị chỉ dùng tiền để làm công quả, làm thiện sự, và đến bao giờ công đức đầy đủ thì quý vị được thành Phật. Chẳng những làm công quả mà quý vị còn phải dụng công tu đạo,
phải ngồi tham thiền nữa. Nếu không chịu khó tu tập thì không đời nào có thể thành Phật được cả. Nếu có thể dùng tiền mà mua được quả vị Phật thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đâu cần phải trải qua 6 năm khổ hạnh rừng già trên dãy Tuyết Sơn, rồi sau đó lại ngồi dưới cội Bồ Đề, đêm nhìn sao mai mà ngộ đạo. Và lại khi Ngài còn làm Thái tử thì sẵn tiền rừng bạc bẻ trong tay. Nếu quả vị Phật mà mua được thì Ngài đã mua rồi, cho nên vấn đề là quả vị Phật không phải là thứ có thể mua được bằng tiền bạc. Khinh chê ngôi Tam Bảo, tức là coi thường Tam Bảo, gặp tăng ni, người xuất gia thì đều hủy bán buông lời xúc phạm. Những người thường tỏ ra bực bội, ghét trông thấy tỷ kheo ni, đó cũng là khinh chê ngôi Tam Bảo vậy. Thuở ấy, thánh nữ, tức là cô gái thuộc dòng Bà La Môn nói trên, lập nhiều phương tiện để khuyến dụ mẹ. Phương tiện ở đây có nghĩa là đối với những người xem chừng có thể tin tưởng Phật Pháp thì chúng ta tùy thuận theo hoàn cảnh và trình độ của họ mà linh động giảng giải để họ có thể lãnh hội được. Khuyến là dùng lời lẽ khéo léo để khuyên lơn, dụ là dẫn dụ, tức là dùng sự lợi lộc để cám dỗ. Thí dụ, biết trẻ con thường thích ăn kẹo, quý vị bèn bảo, tôi có nhiều kẹo lắm, đi theo tôi rồi tôi sẽ cho em thật nhiều kẹo. Như thế gọi là dụ dỗ. Vậy cô gái dòng Bà La Môn cũng nói với bà mẹ, mẹ hãy cùng học Phật Pháp với con, Phật Pháp vi diệu và mầu nhiệm vô cùng, mẹ ạ. Mặc dù thánh nữ nhiều lần khuyên nhủ thân mẫu như thế, hầu làm cho bà sanh chánh kiến, nhưng bà chưa tin hẳn. Bà mẹ của cô gái dòng Bà La Môn này cũng có sanh lòng tin, song chỉ tin đôi chút thôi, chưa hoàn toàn tin hẳn. Vẫn còn vừa tin vừa ngờ, bán tín, bán nghi. Con nói thì dường như cũng có lý đấy, song mẹ nghĩ không phải hoàn toàn như thế. Cũng có, cũng như mấy đệ tử quy y của tôi vẫn còn nửa tin nửa ngờ, chưa hoàn toàn tin tưởng ở lời giảng của thầy mình. Sư phụ giảng như thế chẳng biết có đúng hay không. Đó gọi là vừa tin vừa ngờ, chưa chọn lòng tin cậy vậy. Và chẳng bao lâu thì bà mẹ mệnh chung. Không lâu sau thì bà mẹ của cô gái dòng Bà La Môn này qua đời. Nếu nói rằng con người chết rồi thì chẳng còn hay biết gì nữa cả. Không cần ăn uống, không cần ngủ nghỉ, không cần đi làm. Nói tóm lại là chết rồi thì chẳng phải làm gì cả. Như thế thì tốt lắm chứ. Song le có một điều chẳng tốt chút nào. Đó là điều gì? Sau khi chết, nếu trước kia quý vị đã từng làm việc thiện thì quý vị sẽ được thác sanh vào ba đường lành, tam thiện đạo. Còn nếu làm điều ác thì quý vị phải thác sanh vào ba đường dữ, tam ác đạo, như đọa địa ngục, chuyển làm thân ngạ quỷ hoặc làm thân súc sanh. Hôm qua có một số du khách đến viếng Phật đường, tôi có nói chuyện với họ về trách nhiệm của một người lính. Tôi bảo cho họ biết rằng trong hàng ngũ quân đội thì thường có cả Bồ Tát lẫn Tu La. Bồ Tát ở trong quân đội là để giáo hóa chúng sanh, khiến cho họ không giết chóc nhiều quá. Còn Tu La thì trà trộn vào quân đội để xúi giục binh lính giết người càng nhiều càng tốt. Trong khi Tu La kêu gọi binh lính rằng hễ giết được càng nhiều người thì mình càng trở nên oai phong, công lao lập được càng to tát, thì Bồ Tát lại khuyên họ chớ nên tàn sát mà nên làm cho đất nước của đôi bên đều được thanh bình, cùng nhau hòa đàm để giải quyết sự việc. Bồ Tát cũng bảo cho họ biết rằng nếu được như thế thì công lao của họ rất lớn và họ sẽ được thăng quan tiến chức rất nhanh. Tôi cũng nhấn mạnh với các người khách đó rằng chúng ta nên học làm Bồ Tát chứ đừng bắt chước Tu La. Sử Trung Hoa có chép về hai vị tướng là Quan Vũ và Bạch Khởi. Quan Vũ làm tướng nên phải ra trận và giết người rất nhiều, nhưng sau khi tại thế thì làm Bồ Tát. Còn Bạch Khởi, một võ tướng tài ba đời nhà Tần, thì giết người cũng rất nhiều và sau khi chết thì phải đọa làm trâu làm ngựa. Vì sao Bạch Khởi lại bị đầu thai làm thân trâu ngựa? Bởi vì ông ta đã tàn sát hơn 20 vạn hàng binh bằng cách trốn sống. Thuở ấy có hơn 20 vạn binh lính quy thuận đầu hàng ông ta, nhưng ông ta lại nhẫn tâm cho đào một cái hố thật lớn để chôn sống tất cả bọn họ. Đây quả là thứ tâm địa của Tu La. Quan công thì chỉ giết người ác, không giết người thiện, đó gọi là trừ bạo an lương, dẹp trừ kẻ bạo ác để bảo vệ người hiền lương vô tội. Cho nên cùng làm tướng cả mà rốt cuộc thì một người thành Bồ Tát, còn một người thành trâu, ngựa, heo dê. Có một đạo hữu người Mỹ vốn là lính hải quân hỏi tôi rằng, thầy có tin là sau khi chết con người có thể đầu thai làm súc sanh không? Lúc bấy giờ tôi trả lời rằng anh tin là con người sau khi chết có thể đầu thai làm súc sanh thì cũng được, mà anh không tin là con người có thể đầu thai làm súc sanh thì cũng chẳng sao. Nếu anh tin là có chuyện đầu thai làm súc sanh và nếu anh đáng phải làm súc sanh thì anh sẽ phải đầu thai làm súc sanh. Còn nếu anh không tin là có chuyện đầu thai đó và nếu anh đáng phải làm súc sanh thì anh cũng vẫn phải đầu thai làm súc sanh như thường.
Cho nên anh tin thì cũng vậy, mà không tin thì cũng vậy, chẳng thay đổi được gì cả. Anh làm việc Phật thì anh chính là Phật, anh làm việc Bồ Tát thì anh chính là Bồ Tát, anh làm việc người thì anh là người, anh làm việc quỷ thì anh là quỷ, và anh làm việc súc sanh thì anh là súc sanh. Nói tóm lại, hễ mình làm việc gì thì bản thân mình sẽ đón nhận hậu quả tương ứng của việc làm đó. Đừng tưởng rằng chuyện gì mình tin là có thì mới xảy ra, còn nếu mình không tin là có thì sẽ không xảy ra. Phải biết rằng bất luận là anh tin hay không tin, nếu tội anh đáng phải làm súc sanh thì nhất định là anh phải làm súc sanh, chẳng trốn chạy đi đâu được cả. Còn nếu anh không đáng phải làm súc sanh thì chắc chắn là anh không phải làm súc sanh. Do đó vấn đề không phải là tin hay không tin mà được. Trở lại với kinh văn, bây giờ mỗi người trong chúng ta hãy tự phản tỉnh. Bao giờ thì mình chết? Mẹ của cô gái dòng Bà La Môn là chẳng bao lâu thì bà mệnh chung. Còn mình thì bao giờ? Chết rồi thì mình sẽ đi về đâu? Mình có phải bị đọa địa ngục như bà mẹ của cô gái dòng Bà La Môn đó không? Phàm nghe giảng kinh, hễ chúng ta nghe đến đâu thì phải hồi quang phản chiếu đến đó, phải soi lại chính mình, chứ không phải nghe giảng mà xem như gió thoảng qua tai, không lưu lại dấu vết, chẳng hiểu được gì cả. Ai ai cũng đều có lúc phải chết. Quý vị chớ cho rằng chết là một việc tốt nhất, cũng đừng nghĩ rằng chết là một việc xấu hoặc xui xẻo nhất. Bất luận là tốt hay xấu, hên hay xui, may hay rủi, ai rồi cũng sẽ chết cả. Cho nên quý vị làm điều tốt thì sẽ là tốt, làm điều không tốt thì sẽ là không tốt. Vừa rồi tôi cũng đã nói với quý vị, chủng thiện nhân kết thiện quả, chủng ác nhân kết ác quả. Trồng nhân lành thì được quả lành, trợ gieo nhân ác thì gặt quả ác. Người xưa có nói, nhược kiến tha nhân tử, ngã tâm nhiệt như hòa, bất thị nhiệt tha nhân, khán khán luân đáo ngã. Trông thấy người khác chết, lòng ta như lửa đốt, chẳng phải xót cho mình, mà vì nghĩ đến mình. Mấy hôm trước đây tôi có nói về vấn đề sanh sản và tử vong. Mặc dù tỷ lệ sanh sản có cao hơn tử vong, nhưng con người thì ai rồi cũng phải chết. Do đó mà cổ nhân đã nói, khi thấy người khác chết thì lòng ta như thiêu như đốt, song ta đau đớn không phải vì xót xa thương tiếc kẻ vừa qua đời, mà vì ta nghĩ rằng sớm muộn gì rồi cũng có ngày sẽ đến phiên mình. Nếu quý vị nói rằng mình không sợ chết thì ngay bây giờ hãy chết liền đi, tại sao quý vị lại chưa thể chết được ngay? Vấn đề chẳng phải là sợ chết hay không sợ chết, mà chính là cái chết ấy thuộc loại nào, chết tốt, hảo tử hay chết xấu, ác tử. Cái chết xấu tức là bị chết vì phi tai hoạn họa, như bị xe đụng, máy bay rớt, thuyền chìm, xe lửa lật. Những cái chết như thế chính đương sự không thể nào ngờ tới và cũng không có ý muốn chết, đều gọi là những trường hợp ngoài ý muốn. Cái chết ngoài ý muốn tức là cái chết xấu. Nếu khi quý vị muốn chết đã sẵn sàng để chết và cái chết tự nhiên đến thì đó là cái chết tốt. Và trong trường hợp này, nếu quý vị chưa muốn chết thì sao? Thì cũng có thể không bao giờ chết, cứ sống mãi để tu đạo. Người tu đạo có thể đạt được sự tự do về vấn đề sanh tử. Muốn sống thì cứ sống hoài, sống mãi. Lúc nào không muốn sống nữa thì chỉ việc ngồi mà vãng sanh, nhập niết bàn. Muốn được như thế, quý vị cần phải có công phu tu hành để làm chủ sự sống chết của chính mình. Tánh mạng sanh tử của ta là do chính ta, chứ không phải do trời. Không ai cai quản được ta, chỉ một mình ta tự quyết định lấy. Hễ ta muốn chết thì liền được chết ngay, còn nếu chưa muốn chết thì ta vẫn cứ tiếp tục sống mãi. Tu đạo chính là tu tập để có được năng lực này vậy. Tuy nhiên khi đạt được năng lực này rồi, e rằng quý vị lại không muốn lưu lại cõi ngũ trược ác thế này nữa, bởi nơi đây quá ô trược. Như vậy sau khi thân mẫu của thánh nữ Bà La Môn nọ qua đời, thì thần hồn bị đọa vào địa ngục vô gián. Thần là thần thức và hồn là linh hồn. Thần hồn cũng chính là thức thứ 8. Vì sao gọi là địa ngục vô gián, không gián đoạn? Bởi ở địa ngục này thì thời gian và thân mạng đều không hề gián đoạn. Đây là chỉ cho việc dù có một hay nhiều tội nhân thì địa ngục cũng chật đầy như nhau. Trong những bài giảng sắp tới, chúng ta sẽ được biết tường tận hơn về địa ngục vô gián. Vô gián nghĩa là gì? Vô gián có nghĩa là liên tiếp không ngừng, không hề có sự gián đoạn. Ở địa ngục này, tội nhân mặc dù phải chịu muôn phần khổ sở nhưng mạng vẫn không đứt đoạn. Do đó họ cứ liên tục chết đi rồi sống lại rồi chết đi. Đó là do tác dụng của thần thức, mà thần thức thì bất biến. Lúc đó thánh nữ Bà La Môn biết rằng bà mẹ khi còn sống không tin nhân quả, ắt phải theo nghiệp mà sanh vào đường ác. Không tin nhân quả tức là không tin rằng phàm trồng thiện nhân thì được thiện quả, gieo ác nhân tất gặp ác báo.
Bà mẹ của thánh nữ không chịu tin rằng hễ cá nhân mà không thanh tịnh thì quả cũng không thanh tịnh, và nếu cá nhân không chánh đáng thì quả cũng sẽ không chánh đáng. Bởi biết rằng mẹ mình sinh thời đã tạo nhiều ác nghiệp, sau khi chết tất phải bị đọa vào đường ác, nên thánh nữ bèn bán nhà đất, sắm nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cúng, trái cây, đèn đuốc, tràng phan, bảo cái, rồi đem đến chùa tháp thờ tiên Phật mà làm đại lễ cúng dường. Ở đây chùa tháp thờ tiên Phật tức là nội viện chùa tháp của Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Kinh văn: trong một ngôi chùa kia trông thấy hình tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai đắp vẽ oai dung đủ cách tôn nghiêm, thánh nữ Bà La Môn chiêm lễ tôn dung, lòng càng bội phần kính ngưỡng, thầm nghĩ rằng Đức Phật là đấng đại giác đầy đủ mọi trí huệ. Nếu Đức Phật còn tại thế thì sau khi mẹ tôi mất, thảo như tôi đến bạch hỏi Phật, tất biết được nơi mẹ tôi thác sanh. Được rằng trong một ngôi chùa kia thánh nữ trông thấy hình tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai đắp vẽ oai dung đủ cách tôn nghiêm. Pho tượng này làm bằng đất sét, dùng mạo được tô vẽ trông rất trang nghiêm, đầy uy đức và đủ cả 32 tướng tốt cùng 80 vẻ đẹp vô cùng viên mãn. Bấy giờ thánh nữ Bà La Môn chiêm lễ tôn dung, lòng càng bội phần kính ngưỡng, càng ngắm nhìn dung mạo uy nghi của tượng Phật, thánh nữ càng thêm sanh lòng cung kính ngưỡng mộ và thầm nghĩ rằng Đức Phật là đấng đại giác đầy đủ mọi trí huệ. Nếu Đức Phật còn tại thế, còn trụ ở đời thì sau khi mẹ tôi mất, thẳng như tôi đến bạch hỏi Phật, tất biết được nơi mẹ tôi thác sanh. Chắc chắn là Đức Phật biết rõ mẹ tôi hiện đang ở nơi đâu. Phật là một người đã đại giác đại ngộ, Ngài có đủ cả ba thứ trí huệ: đạo chủng trí, nhất thiết trí và nhất thiết chủng trí. Thẳng có nghĩa là nếu như giả sử có một vấn đề mà nay tôi muốn nêu ra để mọi người cùng suy nghĩ. Đành rằng chúng ta tu hành thì không nên nghĩ ngợi nhiều, nhưng bây giờ mọi người hãy thử suy nghĩ về một vấn đề. Đó là vấn đề gì? Đó là loài người chúng ta đến thế gian này để ăn mà sống hay sống để mà ăn? Kinh văn: lúc ấy thánh nữ Bà La Môn cúi đầu khóc rất lâu, rồi lại chiêm biến tôn tượng của Như Lai. Bỗng nghe trên không trung có tiếng bảo rằng: này thánh nữ đứng khóc kia, thôi đừng có bi ai quá lắm, này ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ thác sanh của mẹ ngươi. Thánh nữ chắp tay hướng lên hư không mà bạch rằng: chẳng hay đức thần nào đã giải bớt lòng sầu lo của tôi như thế. Từ khi mẹ tôi mất đến nay, tôi ngày đêm thương nhớ, không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi thác sanh vào chốn nào. Bấy giờ trên hư không lại có tiếng bảo thánh nữ rằng: ta là Đức Phật quá khứ Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà ngươi đường chiêm lễ đó. Thế ngươi thường nhớ mẹ trội hơn thường tình của chúng sanh, nên ta đến chỉ bảo. Lược giảng: bấy giờ cô gái dòng Bà La Môn quỳ trước tôn tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà thầm nghĩ rằng: Đức Phật là bậc đại giác ngộ, có đầy đủ trí huệ nhất. Tiếc thay, nay Ngài đã vào cõi Niết Bàn rồi. Giá như Đức Phật còn tại thế thì sau khi mẹ tôi qua đời, tôi có thể đến thưa hỏi Phật, Ngài nhất định biết rõ mẹ tôi phải đầu thai về chốn nào. Lúc ấy suy nghĩ đến đó, thánh nữ Bà La Môn cúi đầu khóc rất lâu, rồi lại chiêm luyến tôn tượng của Như Lai. Chiêm là chiêm ngưỡng, ngắm nhìn, luyến là quyến luyến, không đành lòng rời xa, tưởng chừng như bị níu kéo bởi một sợi dây vô hình vậy. Thánh nữ này chiêm luyến tôn tượng của Như Lai, tức là cô ta đăm đăm ngắm nhìn và trong lòng cứ thấy quyến luyến, không muốn xa rời tôn tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Lúc bấy giờ thánh nữ Bà La Môn đang thần tâm chuyên chú hút trong lòng, không có một vọng tưởng nào khác ngoại trừ một niệm chí thành chiêm ngưỡng tượng Phật, một tấm lòng thiết tha nhớ nghĩ đến Phật tánh. Do đó có thể nói rằng đây là lúc mà tâm của thánh nữ hết sức thuần thành thanh tịnh. Bấy giờ cô ta bỗng nghe trên không trung có tiếng bảo rằng: này thánh nữ, đừng khóc kia, thôi đừng có bi ai quá lắm, này ta sẽ bảo cho người biết chỗ thác sanh của mẹ người, vậy người chớ nên khóc lóc sầu thảm như thế nữa. Mặc dù bà mẹ của cô ta có tội, nhưng bản thân cô ta có căn lành nên vẫn được gọi là thánh nữ. Thánh nữ Bà La Môn chắp tay hướng lên hư không mà bạch rằng: chẳng hay đức thần nào đã giải bớt lòng sầu lo của tôi như thế, chẳng hay ngài là vị Bồ Tát nào, thần tiên nào mà từ bi chiếu cố đến an ủi, khiến cho tôi được khuây khỏa, không còn bi ai thống khổ nữa thế. Chữ đức ở đây là chỉ cho đức hạnh từ bi. Từ khi mẹ tôi mất đến nay, tôi ngày đêm thường nhớ. Thánh nữ nói tiếp rằng, kể từ khi mẹ tôi qua đời,
Tôi ngày nào đêm nào cũng nhớ nghĩ đến người, bởi thân thể này của tôi là nhờ mẹ tôi mà có. Người đã khó nhọc sanh ra tôi, thì tôi cần phải hiếu thảo với người. Song le tôi chưa tròn hiếu thuận, thì mẫu thân tôi đã vội qua đời. Vì thế tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn và lại càng đau xót thiết tương hơn nữa. Có câu, thụ dục tĩnh, nhi phong bất chỉ, tử dục dưỡng nhi, thân bất tạ. Cây muốn lặng, gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng, cha mẹ không còn. Thế nào là cây muốn lặng, gió chẳng muốn ngừng? Có những lúc cây chỉ muốn đứng lặng yên, không thích lay động nữa, nhưng gió lại chẳng chịu để yên, cứ thổi đến làm cho cành lá cứ lắc lư xào xạc. Đó gọi là cây muốn lặng, gió chẳng ngừng. Con muốn phụng dưỡng, cha mẹ không còn. Nghĩa là con cái muốn phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ để đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục. Xong tiếc thay bây giờ cha mẹ không còn ở đời nữa. Không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi thác sanh vào chốn nào. Ý của thánh nữ Bà La Môn muốn nói rằng công ơn của cha mẹ cao hơn trời, dày hơn đất. Bởi tôi ăn ở không tròn hiếu thuận với mẹ, nên nay tôi cảm thấy đau khổ và hối hận khôn nguôi. Tôi muốn biết tin tức của mẹ tôi, song chẳng có nơi nào để có thể dò hỏi được cả. Không biết mẹ tôi được sanh lên cõi trời hay bị đọa vào địa ngục. Bấy giờ trên hư không lại có tiếng bảo thánh nữ rằng, ta là Đức Phật quá khứ giác hòa định tự tại Vương Như Lai mà ngươi đương chiêm lễ đó. Thánh nữ vừa dứt lời thì kiện diệu thay từ trên không trung vọng xuống tiếng trả lời rằng, ngươi muốn biết ta là đức thần nào đến giải bớt lòng sầu lo của ngươi ư? Ta chính là Đức Phật quá khứ giác hòa định tự tại Vương Như Lai, là Đức Phật mà ngươi hiện đang chiêm ngưỡng lễ bái đó. Vì sao thánh nữ Bà La Môn có thể cảm động đến Đức giác hòa định tự tại Vương Như Lai, khiến ngài thị hiện từ trên hư không nói chuyện với cô ta như thế? Câu trả lời hết sức rõ ràng, thấy ngươi thương nhớ mẹ trội hơn thường tình của chúng sanh nên ta đến chỉ bảo. Bởi ta thấy ngươi thương nhớ mẫu thân quá tha thiết, không giống như những người bình thường khác. Lẽ thường người ta thương nhớ cha mẹ được 10 phần, thì ngươi lại có đến 20 phần, bởi nhiều hơn bội phần nên mới đặc biệt khác thường. Chính vì ngươi quá sức thiết tha thành khẩn, nên mặc dù đã nhập Niết Bàn, ta cũng phải cảm động mà đến để chỉ bảo cho ngươi. Kinh văn. Thánh nữ Bà La Môn nghe nói xong liền nhảy chồm lên và bị té rớt xuống, các khớp tay chân đều bị tổn thương, những người ở bên cạnh liền đỡ dậy. Một lát sau thánh nữ mới tỉnh lại, rồi bạch cùng trên hư không rằng, cúi xin Đức Phật từ bi thương xót, bảo ngay cho con rõ chỗ thác sanh của mẹ con, nay thân tâm của con sắp chết mất. Lược giảng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kể tiếp, thánh nữ Bà La Môn nghe nói xong liền nhảy chồm lên và bị té rớt xuống, các khớp tay chân đều bị tổn thương. Lúc bấy giờ tinh thần của thánh nữ vô cùng căng thẳng, có thể nói là như không còn lý trí nữa, chẳng nghĩ ngợi suy tính gì cả, nên mới nhảy chồm dậy và lao mình nhảy phóc lên không trung như thế. Khi biết được tiếng nói từ trên hư không vọng xuống là của Đức Phật quá khứ giác hoa định tự tại Vương Như Lai, thánh nữ vì nóng lòng muốn được gặp ngài ngay lập tức bèn nhoài người nhảy chồm lên hư không và bị té rất nặng. Tôi tin rằng thánh nữ Bà La Môn này không có biết cung phu mà cũng chẳng rành võ thuật, nên khi bị rớt xuống cô không biết cách chống đỡ, vì thế tay chân mình mẩy đều bị tổn thương, có thể là bị chật khớp hoặc gãy xương không tự đứng dậy được.